Lord, tonight we're here to worship you, to give you all that we have. Lạy Chúa, tối hôm nay chúng con về đây để chúng con thờ phượng Ngài, dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có. God, we thank you so much for all that you're doing in our lives right now. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhiều cho những điều Chúa ngài đang làm trong đời sống của chúng con. Thank you, Lord, for the freedom and the joy that we all live out. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì sự tự do, sự vui mừng mà chúng con có thể sống được trong ơn của Chúa. It's only because of what you've done that we're able to live this life. Chúng cảm ơn Chúa vì tất cả những gì ngài đã làm ở tại thập tự giá để chúng con có thể có thể sống một sự sống như thế này. So Lord, have your way. Lạy Chúa, cứ tự do hành động. Speak to us today, teach us today, Lord. Phán dạy chúng con, dạy dỗ chúng con. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. In Jesus' name, amen. Trong danh Đức Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Touching every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, you're healing every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. You are here. You're mending every heart. I worship you. I worship you. They call you waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, and that is who you are, and that is who you are, and that is who you are, that is who you are. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are. 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 And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart, and lead me into love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, and there is no one like you, and there is none beside you. Open up my eyes in wonder, and show me in who you are, and fill me with your heart, and lead me into love to those around me. You deserve the praise, and
worthy is your name. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. And worthy is your name. And worthy is your name, Jesus. You deserve praise. And worthy is your name. And worthy is your name, and Jesus. You deserve the praise. And worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And worthy is your name, Jesus. You deserve praise. And worthy is your name. And worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. I enter through the blood of the Lamb. And I enter to worship you only. And I enter to honor I am. Lord, I worship you. And I worship. Lord, I worship, and Lord, I worship you, and I worship you, Lord, I worship, and Lord, I worship you, oh, I worship, I worship you for your name. For your name is holy, holy, Lord. I enter the holy, and I
enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. And I enter to worship you only. And I enter to honor I am. Lord, I worship you. And I worship you. Lord, I worship you. And I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name. Show us your glory.
We want to know you, oh Lord. We want to see you, show us your glory. We want to know you, oh Lord. We want to see, we want to see you, show us your glory. We want to know you, oh Lord. Let it rain, let it rain, let it rain, and open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain, and open the floodgates of heaven. Fire inside of me,
Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me until you and I are one. The air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I. I'm desperate for you, and I, I'm lost without you. And I, I'm desperate for you. And I, I'm lost without you. And I, I'm desperate for you. And I, I'm lost without you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I'm desperate for you. Way in this place, Lord. God, we're so desperate for you, Lord, more than anything else in this world. Lạy Chúa, xin hành động với chúng con ở tại đây. Chúng con hết sức cần Ngài hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Chúng con thật cần Chúa. More than anything, Lord. Cần Chúa hơn tất cả mọi điều. And she
Son of God and the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Son of God and the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the that I
Hallelujah, Lord. Chúa. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. God, thank you, Jesus. To the head, your true. And I lift my voice to worship you and all my soul rejoice. Take joy, my King. Thank you, Lord, for this time of worship. Cảm ơn Chúa cho thời giờ thờ phượng. Lord, for your presence is so sweet. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện ngọt ngào của Ngài tại đây với chúng con. God, and all we need is you in life. Lạy Chúa, chúng con cần Chúa hơn cả mọi điều trong đời này. So, Lord, tonight. Lạy Chúa, buổi tối hôm nay. God, we make room for you. Chúng con dành chỗ cho Chúa. To do whatever you want to in this place, Lord. Xin tự do hành động bất cứ điều gì Chúa muốn làm cho ý của Ngài tại đây. We surrender all to you, Lord. Chúng con giao trọn trong tay Chúa. In Jesus' name, amen. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, you may be seated. Xin mời hội thánh ngồi. Tonight, as we were worshiping in this place, you can tell how sweet the Lord's presence is, and you can tell what He's doing in this place. Buổi hôm nay, trong lúc chúng ta thờ phượng, chúng ta thấy sự hiện diện ngọt ngào của Chúa tại đây, và chúng ta cũng có thể thấy rõ điều Chúa Ngài đang làm tại đây với chúng ta. And as I watched everybody worship and join in tonight, và trong lúc tôi quan sát anh chị em dự phần vào trong sự thờ phượng buổi tối hôm nay, the hunger that everybody has, the craving of more of the Lord that everybody has is apparent in the room. Sự khao khát muốn được Chúa càng hơn, kinh nghiệm Chúa càng hơn, thật là rõ ràng thể hiện tại đây ở trong phòng này. As I looked at everybody worshiping, I could see on your faces that truly we all understand that the Lord is all that we need. Và trong gương mặt của anh chị em trong lúc người khen thờ phượng buổi tối hôm nay, tôi có thể nhìn thấy được tất cả chúng ta hiểu được rằng Chúa, sự hiện diện của chính Ngài thật là tất cả những điều chúng ta cần trong cuộc sống này. There's a situation recently that I heard of that made me understand even more how much more we need to be a reflection of the Lord. Một hoàn cảnh, một sự việc xảy ra ngày gần đây mà tôi đã được nghe về thì cho chúng ta thấy chúng ta thật sự cần Chúa càng hơn trong đời sống của chúng ta. There are people who are watching us. Anh chị em có những người đang theo dõi và quan sát chúng ta. And they're not only watching us, but they're trying to understand why we are different than them. Và chẳng những họ quan sát chúng ta, theo dõi chúng ta, nhưng mà cũng đặt một cái câu hỏi là điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa chúng ta và họ. That when we go through hardships, our way of responding to it is different than how they respond to it. Và khi chúng ta trải qua những sự thách thức khó khăn thì cái cách mà chúng ta đối diện đó thì nó thật là khác so với là những gì họ đối diện với những thách thức trong đời sống. That truly the reflection of Christ can be what saves or changes somebody's life, because then they will be able to see that there is a real living God through the way that He's working through our life. Cách mà chúng ta đối diện với những hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta cho thấy Chúa Giêsu của chúng ta là Chúa sống, và điều đó để giúp đỡ cho để họ có thể có một cái nhìn mới
đối với cuộc sống này. And yesterday when Mục sư Hùng was speaking, he's speaking about the story of the woman who pours the oil over the Lord. Tối hôm qua khi Mục sư Hùng chia sẻ thì ông đã nói đến câu chuyện thế nào người đàn bà đã Mary đã đổ cái chai dầu ra để xuất sắc Chúa. The desperation in her heart to just give to the Lord the best that she had. Và tấm lòng của bà khao khát đó là muốn dâng cho Chúa cái điều tốt nhất mà bà có được. And for many of us, we have the understanding that the best that we can give to the Lord is us, it's all of us. Anh chị em và nhiều người trong chúng ta cũng cần biết là chúng thừa biết là cái điều tốt nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa là chính mình chúng ta. But to give all to the Lord, what does that look like? How do we do that? Và dâng cho Chúa một cách trọn vẹn tất cả những gì chúng ta có thì chúng ta thấy rằng chúng ta làm như thế nào? And I looked in the Bible and I looked at Paul's life. Tôi nhìn ở trong Kinh Thánh và tôi thấy nghiên cứu về cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. When Paul has a complete change and turnaround in his life, truly giving all to the Lord, what does that look like every day for him? Anh chị em, khi ông được Chúa nhờ bắt phục gặp gỡ Chúa, ông đã dâng trọn đời sống của mình cho Chúa. Chúng ta thử tìm hiểu xem mỗi ngày trong cuộc sống ông kể từ đó đó thì nó như thế nào. He spends time with other churches or other people trying to help them get closer to the Lord. Ông dành thời giờ để giúp đỡ cho các hội thánh để họ có thể đến gần Chúa càng hơn. He shares his testimony. Ông chia sẻ những cái kinh nghiệm của ông và lời chứng của ông cho những người khác. He reminds people of truly the difference between the old covenant and the new covenant. Ông nhắc nhở mọi người cái sự khác biệt giữa cũ ước và tân ước. And he praises the Lord during his hardship. Và ông ngợi khen Chúa ngay cả ở trong những thách thức khó khăn. How do we do all of those things every single day? How do we look at this model of Paul where he's transformed his life because of Christ and now doing everything he can to help carry out the Lord's plan? Sao để chúng ta có thể học được cái đời sống của sứ đồ Phao-lô như là một cái gương cho chúng ta? Thế nào ông đã để đời sống của mình được Chúa ngày biến đổi, rồi từ đó thì mỗi ngày sống cho Chúa và bày tỏ sự vinh hiển cho Ngài. Because many people say, well, it's hard to follow after Jesus because Jesus is truly just incredible. There's no way that I would ever be like him. Vì người ta có thể đổ thừa nói rằng làm trở nên giống như Chúa Giê-xu thì khó quá, bởi vì đời sống của Ngài thì thật là lạ lùng rồi, làm sao để chúng ta có thể sống được giống như Chúa Giê-xu. But maybe you may see similarities in Paul's life. Nhưng mà có thể chúng ta thấy có những điểm đồng dạng mà chúng ta cảm thông thấy được ở trong đời sống của sứ đồ Phao-lô. I want us to look at something that Paul speaks about in 2 Corinthians chapter 6. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em đôi điều dựa trên Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6. If we look at 2 Corinthians chapter 6 and we're going to start at verse 3 to verse 13. Chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ bắt đầu từ câu số 3. It's powerful to see how he talks about enduring hardships and truly how to still be a reflection of Christ during this hard time in his life. Ông chia sẻ thế nào ông phản ảnh Đức Chúa Jesus Christ ngay cả trong những lúc đầy những sự khó khăn. You know what, instead of starting at verse 3, let's just start at verse 1. Thay vì chúng ta bắt đầu câu số 3, chúng ta bắt đầu luôn tới với câu số 1. I could probably just preach verse 1 and 2. Chắc có lẽ tôi có thể chỉ hai câu 1 và câu 2 thôi thì cũng có thể giảng giảng về lời của Chúa ở trong thời gian này. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 says, as God's partners, we beg you not to accept this marvelous gift of God's kindness and then ignore it. For God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời một cách luống không. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. It's so powerful, just those scriptures alone, to understand that God hears us, God provides for us, he's there for us, and at the right time, he's done what he needed to do. Chỉ hai câu này thôi, chúng ta thấy thật là tuyệt vời. Thế nào Chúa, Ngài đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta,
và Ngài đã đáp lời cầu nguyện chúng ta trong thời kỳ thuận tiện, và kỳ thuận tiện đó là thời giờ mà chúng ta có thể có được hiện nay. But not just that, it starts out in Scripture talking about God's kindness and truly the marvelous gift that He's given us is His love, His kindness. Và chúng ta cũng thấy rõ hơn nữa đó là cái món quà lớn nhất và đặc biệt mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta, đó chính là sự nhân từ và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. And that alone, chừng đó thôi, for all of us who truly understand what that means to have received the Lord's kindness and His love, cho chúng ta là những người thật sự hiểu và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và sự thương xót của Ngài. We know exactly what it was that we all felt tonight was the hunger for the Lord that we know nothing else in this world will satisfy. Và chúng ta tất cả đều hiểu và đeo đuổi cái sự khao khát của chúng ta, đó là chính sự hiện diện của Ngài có thể làm thỏa lòng của chúng ta hơn bất cứ điều gì trên trần gian này có thể làm cho chúng ta. So let's look at verse 3. Let's keep reading. It says, "We live in such a way that no one will stumble because of us, and no one will find fault with our ministry." Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hoặc cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. In everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trưởng trong mọi sự, như cái hầu việc của Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm cho những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khó. We have been beaten, been put in prison, faced angry mobs, worked to exhaustion, endured sleepless nights, and gone without food. Đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn. We prove ourselves by our purity, our understanding, our patience, our kindness, by the Holy Spirit within us, and by our sincere love. Bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình. We faithfully preach the truth. God's power is working in us. We use the weapons of righteousness in the right hand for attack and the left hand for defense. Bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả. Verse 8, we serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or praise us. We are honest, but they are called imposters. Dầu vinh, dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt. We are ignored even though we are well known. We live close to death, but we are still alive. We have been beaten, but we have not been killed. Ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà. Ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm. Ngó như gần chết, mà nay vẫn sống. Ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết. Our hearts ache, but we always have joy. We are poor, but we give spiritual riches to others. We own nothing, and yet we have everything. Ngó như buồn rầu mà được vui mừng. Ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có. Ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Oh dear Corinthian friends, we have spoken honestly with you, and our hearts are open to you. There is no lack of love on our part, but you have withheld your love from us. Hỡi người Corinto, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. And I'm asking you to respond as if you were my own children, open your hearts to us. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em. And you see how Paul's speaking to the Corinthians, and as you read, it says, Paul's saying things like this, is there's negative things that happen, yet there's still the blessings of the Lord that happens right after. Và chúng ta thấy tại đây, khi sứ đồ Phaolô nói với những người tín đồ hội thánh của Chúa tại thành Corinto, thì chúng ta thấy ông làm một bức ảnh tương phản, có những điều khó khăn, nhưng mà vẫn là tràn trề hy vọng, có những thách thức, nhưng mà tràn đầy phước hạnh trong Chúa. And that's truly the life that we should live as believers of Christ, is that no matter what comes our way, we still believe and know that our Heavenly Father provides. Anh chị em, đó cũng phải là đời sống của chúng ta ở trong Chúa. Đó là chúng ta có thể trải qua những cái sự khó khăn ở trong đời này, nhưng mà chúng ta vẫn tin
rằng Cha của chúng ta sẽ chu cấp cho chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống phước hạnh. And what got to me the most is truly reading out verse 8 is we serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or praise us. We are honest, but they are called imposters. Và chúng ta có thể xem đặc biệt là trong câu số 8, dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt, thì dù người ta có thể nói xấu, nhưng mà vẫn hết lòng nhờ cậy Chúa. And when I read that, it truly shows Paul's heart is, you know he's trying to do the best, yet he still has received the worst from people. Anh chị em có thể thấy được tấm lòng của Sơ Đồ Phao-lô tại đây, ông trải lòng của mình ra. Đó là ông muốn làm những điều tốt nhất và giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vẫn có những cái phản ảnh tiêu cực, cũng như là có cái việc người ta trả ơn bằng một cái sự tiêu cực như vậy, và cho rằng ông là những người phỉnh dỗ họ hay là dối gạt. And he could have got mad. Ông có thể tức giận về việc này. Could have just left. Ông có thể bỏ họ và đi nơi khác. But at the end he just says, open up your hearts to us. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng phần cuối ông như là nài nỉ họ đó, hãy mở tấm lòng của anh em ra cho chúng tôi với. One thing that I want to talk about tonight. Một điều mà tôi muốn chia sẻ trong buổi tối hôm nay. Is do you know the love of God enough in your life to where you won't give up on people? Anh chị em, chúng ta có biết tình yêu của Chúa cho đời sống của chúng ta mạnh và rõ đến độ chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng hay là ngưng chuyện chúng ta yêu thương những người lân cận của chúng ta. Because in our lives, bởi vì trong đời sống của chúng ta, sometimes we can get caught up in trying to help somebody, and then once they don't accept what we're trying to do, we're just okay, well, maybe next month, maybe next time. Anh chị em, vì nhiều khi trong đời sống của chúng ta giúp đỡ cho ai đó, rồi thì họ mọi việc được ổn rồi thì họ bắt đầu có những cái phản ứng tiêu cực, cũng như là họ bắt đầu chậm lại, thì chúng ta có thể buồn và chúng ta nói rằng không. Như vậy thì kể từ hôm nay không giúp ai nữa hết. Không phải trong tháng này và cũng không để trong tháng tới để chúng ta tiếp tục giúp họ như trước đây. But I do ask the question is, would Jesus give up on us? Nhưng mà câu hỏi của tôi đặt ra tại đây đó là, nếu Đức Chúa Giê-xu Ngài ở trong hoàn cảnh như vậy, Ngài có bỏ chúng ta để đi nơi khác là từ bỏ chúng ta hay không? No, he would never. Chắc chắn là không. Ngài không bao giờ. To be more like Christ takes a true sacrifice. Anh em, để chúng ta trở nên giống như Chúa hơn đòi hỏi một sự hy sinh. You know, after reading verse 5, I probably would have given up. Anh chị em, nếu mà như tôi đó, mà sau khi đọc câu số 5, nếu mà trải qua như vậy, chắc tôi cũng đã đầu hàng rồi. I mean, who wants to get beaten? Ai lại chịu thích bị đòn vọt? Who wants to be put in prison? Ai muốn ở lao tù? Who wants to be worked to exhaustion? Who wants to go nights without sleep? Who wants to go nights without food? Anh chị em, ai lại muốn rối loạn, khó nhọc, thức khuya, đến cái độ mệt nhọc? Ai lại bằng lòng muốn không có đủ ăn, phải kiêng ăn? But what Paul is saying here is, we're doing this for the Lord. Nhưng mà điều mà Sứ Đồ Phao-lô nói tại đây đó là ông làm là làm cho Chúa, cũng như chúng ta cũng cần làm là làm cho Chúa. That no matter what it is that we face, yet the Lord is still good. Bởi vì dù chúng ta đối diện với hoàn cảnh hay là con người nào, thì chúng ta vẫn biết chắc một điều là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. And you may ask, humanly possible? No. Câu hỏi chúng ta có thể đặt ra tại đây đó là, con người chúng ta có thể trải qua những điều đó được hay không? Câu trả lời là, với sức của chúng ta không thể nào làm được. And here's some of the things that I've heard from people. Và anh chị em, đây là một số điều tôi nghe người ta nói. How do you rely on the Holy Spirit? Làm sao để chúng ta có thể nương cậy đời sống của chúng ta đối với Đức Thánh Linh? And people don't understand the different aspects of who the Holy Spirit is in our lives. Vì có nhiều người họ không hiểu nổi một số những thuộc tính của Đức Thánh Linh mà Ngài đã thể hiện trong đời sống của chúng ta. And so when people hear about the Holy Spirit, they just think specific things. They think the power to pray for people, and then they fall to the floor.
Và đối với một số người, bởi vì họ không biết và chưa có kinh nghiệm cũng như biết rõ về Đức Thánh Linh, thì khi nghe nhắc đến Đức Thánh Linh, họ chỉ nghĩ đến ồ là quyền năng mà chúng ta có được khi chúng ta đặt tay trên ai thì người ta ngã ra. But when we look at what Paul's saying, nhưng nếu chúng ta quan sát điều mà sứ đồ Phaolô nói tại đây, he shows us that the Holy Spirit, when he talks about the fruit of the Spirit, he shows us in life how we can rely on the Holy Spirit. Và chúng ta thấy tại đây sứ đồ Phaolô bày tỏ ra về trái của Đức Thánh Linh, thế nào trong cuộc sống của chúng ta có thể thể hiện trái của Đức Thánh Linh trong những hoàn cảnh ở trong đời sống. Verse 6, ở trong câu số 6, we prove ourselves by our purity, chúng tôi chứng minh mình là thanh sạch, our understanding, thông biết, our patience, khoan nhẫn, our kindness, hay là nhân từ, by the Holy Spirit within us, bởi Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. A lot of people they try to go through life truly without the power of the Holy Spirit. Anh chị em thấy tại đây là nhiều người đi qua đời sống này và ráng cố gắng để làm công việc mà không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. And there's a difference. I can tell truly a difference between people who live life knowing and living with the Holy Spirit and people who claim they do and they don't. Anh chị em, tôi có thể nhìn thấy và phân biệt một cách rất là dễ dàng giữa những người sống nhờ cậy vào ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh và thể hiện trong cuộc sống của mình, với những người họ nói rằng họ nhờ cậy nhưng mà thật sự không có sự hiện diện cũng như là quyền năng của Chúa trong đời sống của họ. Because there are some things that people do in life where I look and I just say, the Holy Spirit would have corrected me if I did that. Bởi vì có những người họ làm những công việc mà chúng ta thấy rằng nếu mà là tôi đó thì tôi tin chắc một điều là Đức Thánh Linh Ngài đã sửa, Ngài đã chỉnh sửa cũng như là bày tỏ sự cáo trách của Ngài rồi. Or the Holy Spirit would have done this and I would have known. Hay là Đức Thánh Linh khi Ngài làm như thế này thì tôi cũng biết. Or when people ask me, well, how do you have so much faith in what you hear from the Holy Spirit? Có người thì thắc mắc đó là làm sao để một sư có đủ đức tin và tin rằng mình có thể nghe được tiếng Đức Thánh Linh phán dẫn dắt. It's like someone asking me this question is, how do I know that I can pray and I can ask from my Heavenly Father and He will provide? Thì cũng giống như là có cái thắc mắc đó là làm sao để tôi có thể tin rằng khi tôi cầu nguyện với cha của tôi trên trời thì Ngài nghe, Ngài nhậm lời và Ngài đáp lời cầu nguyện của tôi. And people say, oh, what do you mean by that? Thì người ta thắc mắc là ý mục sư muốn nói gì khi dùng cái bức ảnh minh họa đó. It's because if you can do that, if you can speak on behalf of speaking to Jesus or even God when you're praying and you have that kind of faith, well, the Holy Spirit's the same. Anh xem, bởi vì nếu chúng ta có đức tin để chúng ta cầu nguyện và tin rằng Chúa Ngài đáp lời, như là chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha, chúng ta cũng cầu nguyện với Đức Chúa Giêsu, thì đối với Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Khi chúng ta tin Ngài phán thì chúng ta biết rằng Ngài phán với chúng ta. But in the Bible it talks about the Holy Spirit has a different role for us. He's got a different job for us to help us in a different way. Đọc thêm trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thánh Linh có những công tác đặc biệt của Ngài để Ngài giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta cần sự giúp đỡ từ nơi Ngài. And when people ask, well, what is that? How are we supposed to do that? Khi người ta hỏi như làm sao để chúng ta có thể nhờ cậy và tin Chúa Thánh Linh Ngài hành động như vậy, là bằng cách nào? That's how I know they'd never read past the gospel. Đó là điều chỉ ra cho tôi thấy một cách rõ ràng là họ chưa đọc xa hơn là sau 4 sách Tin Lành. It's the truth. Vì đó là sự thật. That's not me trying to say it in a mean way, because there may be some Bible statistics that someone might say to you and you won't know. I'm not talking about that. That's not like if you were to ask someone a question, I don't know, just something random, you know? Like, what's the right amount of number of people that were really there when Jesus fed everybody bread and fish? I'm talking about the whole number. It doesn't really tell us exactly the exact number, and that's not what I'm talking about. What I'm talking about is
Jesus talks about the Holy Spirit and how we're supposed to live and work with the Holy Spirit. And you see the disciples do just that right after. Anh chị em, điều mà tôi muốn nói đến từ đây không phải là những con số, những cái sự kiện mà người ta nghiên cứu Kinh Thánh ngày hôm nay làm. Đó là, thí dụ như là cái ngày hôm đó thật sự có bao nhiêu người ăn bánh mà Chúa Ngài đã hóa ra nhiều cho họ ăn, bao nhiêu ngàn người. Đó không phải là những điều mà tôi muốn nói đến từ đây. Nhưng mà điều tôi muốn nói đến đó là Chúa Giê-xu Ngài báo trước, bày tỏ ra công tác của Đức Thánh Linh khi Đức Thánh Linh đến. Và Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh đầu tiên đã tin, các môn đồ đã tin và họ đã bước đi trong sự dẫn dắt đúng như điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã giới thiệu về Đức Thánh Linh. The thing that troubles me the most, anh chị em, điều mà làm cho tôi khó hiểu nhất is that there are people still to this day who would say that they're scholars, Bible scholars, and they know all the statistics, they know all the stats, they know all the locations, they know all the maps. But if you ask them about the Holy Spirit, you know they don't know who the Holy Spirit really is. Anh xem, điều mà làm cho rất là khó hiểu là có những người họ là những học giả, họ nói họ nghiên cứu Kinh Thánh, họ biết về tất cả những con số thống kê, những cái sự kiện ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà khi hỏi về Đức Thánh Linh, thì họ hoàn toàn không biết gì về Đức Thánh Linh. Đó là điều hết sức là khó hiểu. Họ nói là họ học Kinh Thánh, nhưng mà khi nói đến Đức Thánh Linh thì hoàn toàn họ không biết về công tác của Đức Thánh Linh. It's strange. Chúng ta thấy đó là một cái điều rất là lạ. Because then people will get offended in a way. And they'll begin to say things like, you know, you don't know anything about the Bible. Rồi chúng ta thấy rằng người ta lại lật ngược vấn đề. Người ta nói rằng khi chúng ta nói về Đức Thánh Linh thì họ lại nói rằng, ồ, anh không biết gì về Kinh Thánh ấy. And then they begin to say really strange things. Rồi họ bắt đầu có những cái phát biểu mà chúng ta thấy rất là quái lạ. Oh, healing? There's no way that Jesus does that today through your life. Thì khi nói đến sự chữa lành thì họ lại nói rằng chuyện này là cái chuyện không thể nào có thể xảy ra, không cách nào mà Chúa Giê-xu làm xuyên qua đời sống của bạn để chữa lành cho người ta. Deliverance, no way. Giải cứu, chuyện đó cũng không thể nào xảy ra. And when people say that, và khi người ta nói như vậy, it just jogs my memory. Thì nó liền nhắc cho tôi về những cái điều mà tôi ở trong trí nhớ của tôi. When Jesus is casting out the demon who from a man who could not see or speak, and he talks about, if you think that I got my power from Satan, then why would I cast out Satan out of Satan? Và chúng ta thấy ở đây khi Chúa Giê-xu Ngài chữa lành cho người bị câm và điếc, và khi quan sát của những lãnh đạo Do Thái trong lúc bây giờ, thì họ lại tuyên bố đó là Chúa Giê-xu Ngài đã lấy quyền của quỷ để trị quỷ. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng thật là vô lý. And it's like when people see people get healed, they say, that's the devil. Và chúng ta thấy rằng cái điều quái gở khác đó là ngày hôm nay có nhiều người họ nhìn thấy một người được chữa lành thì họ nói, oh, cái đó là chuyện của ma quỷ, nó chữa lành cho người ta đó. But why is it not God? Nhưng mà tại sao không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời? People are so perplexed that their minds can't comprehend it because the Bible talks about it. The Bible talks about how they're not going to be able to understand the things of the Spirit if they're not truly, truly living out and understanding who the Holy Spirit is. Và Kinh Thánh cũng đã báo trước cho chúng ta điều đó, là có nhiều người họ sẽ không thể nào hiểu nổi những công việc thuộc linh, bởi vì thật sự là họ chưa thật sự biết Đức Thánh Linh và kinh nghiệm Đức Thánh Linh như đáng phải kinh nghiệm. If you don't have a relationship with someone, nếu chúng ta không có một mối liên hệ một cách cá nhân với ai đó. And it's funny because my wife, she's been asking me every day, honey, please help me. Thí dụ nhà của tôi hỏi tôi, đó là anh ơi xin giúp đỡ cho em. She says at work we have to play this game. It's called two truths and one lie. Ở tại sở làm thì chúng em chơi một cái trò chơi, đó là hai sự thật và một cái điều là không phải thật. And you have to find out, they have to try to figure out which one is the lie and which two are the truth. Thì cái trò chơi đó đó là người tham dự cuộc chơi phải tìm và nhận diện cái nào là thật và cái nào là giả.
And to me, it's funny, like, she's asking me to help her with this game, but I know everything about her. Và khi mà vợ của tôi hỏi tôi điều này, tôi thấy nó hơi nực cười, là bởi vì tôi biết về nhà tôi một cách rất là rõ về những điều ở trong đời sống của nhà tôi. So when we try to come up with a lie, cho nên khi chúng tôi ráng cố gắng để dựng nên một cái chuyện mà không đúng sự thật, it's just too funny for me to do it because I'm like, you would never do that. Thì tôi, cái việc này nó buồn cười lắm, bởi vì tôi nói rằng vợ của tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. You know, it's, if I gave you a, maybe just a little bit, would be, if you knew me, then you would know these things are true and you would know which ones are false. Tôi thí dụ như là tôi cho anh chị em biết một số điều mà tôi nói ra, thì chắc là anh chị em là những người biết tôi sẽ biết đâu cái nào là đúng và cái nào là sai, cái nào là thật và cái nào là giả. I'm a very good swimmer. Tôi là một cái người rất là giỏi trong việc bơi lội. I'm a very good bike rider. Tôi là một cái người rất giỏi và rất thích đạp xe đạp. I'm a very good runner. Tôi là một cái người rất là giỏi trong việc chạy. So which ones are true and which ones are false? Cái nào là thật và cái nào là giả? I swim really well. Tôi bơi rất giỏi. I rode my bike from Houston to Austin. Tôi cũng là đạp xe đạp từ đây đến thành phố Austin. But I don't run really well. Nhưng mà tôi thì không phải là một cái người chạy giỏi. But you would only know those things. Nhưng mà anh chị em chắc là đã biết những điều đó. If you were close with me. Nếu mà anh chị em gần gũi tôi thì sẽ biết. Does that make sense? Anh chị em hiểu không? If you're not close with the Holy Spirit, nếu chúng ta không gần gũi Đức Thánh Linh, how do you know what he can do for you? Thì làm sao chúng ta biết được những điều Ngài có thể làm cho chúng ta? The problem that people are doing with the Holy Spirit is they're playing two truths and a lie, but the problem is you would know all the truths of the Holy Spirit if you even knew who Christ was. Anh chị em, có nhiều người đối với Đức Thánh Linh họ chơi giống như trò chơi mà tôi vừa mới kể tại đây. Hai thật và một điều không đúng sự thật về Đức Thánh Linh. Thì chúng ta thấy rằng rất khó. Nếu chúng ta chỉ cần biết Đức Chúa Giê-xu và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, thì chúng ta cũng biết Đức Thánh Linh một cách rõ ràng đến như vậy. Chúng ta biết những điều thật thuộc về Ngài và những điều không phải là Ngài. So then, cho nên, when we look at Paul's life, khi chúng ta nhìn cuộc đời của Phaolô, and how he relies on the Holy Spirit, thế nào ông nhờ cậy vào Đức Thánh Linh? How many of us rely on the Holy Spirit like that? Có bao nhiêu người trong chúng ta nhờ cậy vào Đức Thánh Linh đến mức độ đó? For patience, kiên nhẫn, nhịn nhục. For purity, cho sự thanh sạch. Understanding, hiểu biết. Kindness, nhân từ. Sincere love, tình yêu thật. Guess what? All these things are something you have to do every single day to people. Anh chị em, đây là những điều mà chúng ta phải làm cho những người lân cận chúng ta mỗi ngày. So guess where I'm coming to. Và anh chị em đón biết hướng mà tôi đang muốn nói, muốn đạt đến. Without the Holy Spirit, nếu không có Đức Thánh Linh, you don't have the strength, the kindness, the peace, the trust to continue trying to see that one day they'll be saved. Anh chị em, chúng ta cũng không có sức, cũng không có cái lòng nhân từ, sự thương xót, yêu thương để cũng niềm hy vọng để chúng ta tin rằng rồi một ngày cái người mà chúng ta giúp đỡ đó họ sẽ tin Chúa. And what about preaching? What about speaking the gospel? Anh chị em, còn cái việc chúng ta giảng, chúng ta làm chứng và giảng tin lành của nước trời thì sao? You wouldn't do it. Chắc chắn rằng chúng ta không có Đức Thánh Linh, chúng ta cũng không làm được. Without, nếu không có, Scripture says in verse 7, God's power is working in us. Anh chị em, nếu chúng ta không có, quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động ở trong chúng ta. So why have you not been able to preach? Why have you not been able to share your testimony or share scriptures or pray with other people outside of church? Anh chị em, lý do tại sao chúng ta không thể rao giảng, chúng ta không dám nói về Chúa cho ai và làm những công việc như chúng ta đáng phải làm ở bên ngoài bốn vách tường của nhà thờ? You have to ask yourself, is God's power working through me? Chúng ta cần phải đặt câu hỏi là quyền năng của Chúa có thật sự hành động ở trong tôi không? I only speak about this is because I really believe that some of us try to do works for the Lord out of our own strength.
Tôi chia sẻ điều này để muốn nói lên một cái sự thật, đó là có một số người trong chúng ta đang cố gắng làm những việc Chúa dạy dựa trên sức riêng của mình. And I use the word works because I specifically want to point out it is only considered work to us when we do it without God. Và anh chị em, tôi dùng cái chữ làm việc là bởi vì nếu chúng ta làm những công việc mà không có sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh, không có Chúa, thì chúng ta thấy rằng thiệt đó là cái việc nhọc nhằn của chúng ta. Because with Christ, bởi vì với Đấng Christ, it's just serving him, thì chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta hầu việc Chúa. It's just loving him, bằng sự lòng chúng ta yêu thương Ngài, yêu mến Ngài. It's just being obedient to him. Và chúng ta vâng lời Chúa. It's not work. Anh chị em, thì đó nó không phải là việc làm. Every time I take out the trash at home, do I go to my wife? Pay me. Mỗi lần mà tôi đem rác đi ra ngoài đổ thì tôi có chạy đến với nhà tôi nói rằng trả lương nha. Does she wash the clothes and then come up to me? Pay me. Hay là nhà tôi giặt quần áo vừa xong thì chạy đến và nói rằng trả lương cho tôi. No. Chắc chắn là không. So how come we can't do things for the Lord just because we love him? Tại sao chúng ta lại không thể làm những công việc cho Chúa, hầu việc Chúa khi chúng ta yêu mến Ngài? You know why? Anh chị em có biết tại sao không? Because we say things like, it's really hard, Lord. Bởi vì chúng ta nói, phát biểu rằng, Chúa ơi, cái chuyện này khó quá. It's difficult to do this. Rất là khó để làm những việc này. But he knows that. Chúa thừa biết điều đó. That's why we have the Holy Spirit. Đó là lý do mà chúng ta có Thánh Linh được giúp đỡ, để Ngài giúp đỡ chúng ta. I hope that people can see the power of the Holy Spirit and who the Holy Spirit is to help us every day and look at how Paul shows us that and how Paul represents that right here. Và anh chị em, tôi hy vọng rằng những điều này sẽ giúp đỡ cho chúng ta và nhiều người, đó là thế nào đời sống của chúng ta cần nhờ cậy vào trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy gương của sứ đồ Phaolô tại đây, ông đã làm được những điều này trong những hoàn cảnh hết sức là khó khăn, bởi vì bởi Đức Thánh Linh ông có thể làm được. And when you have a true relationship with the Holy Spirit, và khi chúng ta thật sự có một mối quan hệ thật với Đức Thánh Linh, you'll know others when you meet them who know who the Holy Spirit is also. Thì chúng ta cũng có thể nhận diện được những người khác là những người cũng cùng là những người hết lòng nhờ cậy Đức Thánh Linh. Remember that thing I told you? Anh chị em nhớ điều mà tôi chia sẻ với anh chị em. Two truths and one lie. Đó là cái trò chơi hai điều có thật và một điều không đúng sự thật. When you begin to talk to people, khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với người khác about what God's doing in your life, về những điều mà Chúa Ngài đã làm trong đời sống của chúng ta, or people are telling you what God's doing in their life, hay là những người khác họ kể là chúng ta những điều Chúa Ngài làm trong đời sống của họ, you should be able to detect is that truly from the Lord or not. Thì chúng ta cũng có thể phát hiện ra liền đó là cái đó thật sự là đến từ Chúa hay là không. Today I was with my wife and we were eating at a restaurant. Hôm nay tôi cùng với vợ của tôi và chúng tôi ăn trưa ở tại một cái nhà hàng. There are two people having a conversation behind me. Có hai người ngồi phía sau chúng tôi và họ đang đeo đuổi một câu chuyện. And it saddened my heart to hear their conversation. Lòng của tôi buồn lắm khi nghe cái cuộc đối thoại của họ. There were two pastors. Hai mục sư. And the conversations that they were having was about growing church and about maintaining church and all these kind of things. And it was, I didn't know if they were having a business meeting or if they were speaking about building the kingdom. I couldn't tell the difference. Cái câu chuyện của họ vây quanh vấn đề đó là gây dựng hội thánh, phát triển hội thánh. Nhưng mà tôi nghe cái những từ ngữ họ sử dụng thì tôi không biết là họ đang có một buổi họp của công ty hay là họ đang thật sự đang nói về cái việc chúng ta mở rộng nước Chúa, gây dựng hội thánh. If people ask me, nếu có người hỏi tôi, Pastor Sam, Mục sư Sam, can you have a church and keep the numbers around 200 to 300 people?
là mục sư có thể có một hội thánh và có thể tiếp tục giữ được cái số người trong hội thánh từ 200 cho đến 300 người không? I said, yeah, I could do it. Tôi có thể trả lời nó được. Có I thể could làm do được probably chứ. 300-400. Tôi có thể thực hiện và hướng dẫn một hội thánh từ 300 đến 400 người. I'm not trying to sound arrogant or anything. Ý của tôi tại đây không có nói với cái vẻ kiêu ngạo, khoe khoang. But I'll tell you this. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em điều này. If I did that, nếu tôi làm như vậy, the hard part about it would be cái điều khó liên quan đến đó là speaking the truth. Đó là giảng những cái lời chân thật từ nơi Kinh Thánh. I can get a lot of people in one room and tell them all good things. Tôi có thể quy tụ người ở trong một cái phòng hay là trong một cái buổi nhóm và nói toàn là những chuyện tích cực và những điều tốt. If I had the right amount of money, I could keep a lot of people going to a church. Nếu tôi có nhiều tiền ở trong tay, tôi có thể tạo nên những cái sự kiện và giữ người ta cứ tiếp tục trở lại đi nhà thờ. That's not difficult. Anh chị em, điều đó không có khó. I know it's not. Tôi biết là nó không khó. But you know it's difficult. Nhưng mà anh chị em biết cái điều mà khó là như thế này. Speaking the truth. Đó là rao giảng chân lý lẽ thật của Chúa. Having people understand to truly encounter the Lord on their own. Để giúp đỡ và dẫn dắt để từng người có thể gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. And I want you guys to understand that it's not about a numbers thing. Cho nên tôi muốn anh chị em hiểu điều này, đó là nó không có phải cái tầm quan trọng là số người hay là con số. It's about a heart. Nhưng mà nó liên quan đến tấm lòng. How do you know that's true? How do you know? Show me in the Bible. Tell me, Pastor, that doesn't sound right. Mục sư Sam ơi, xin làm ơn chỉ ra trong Kinh Thánh rồi, bởi vì nghe thấy dường như nó có gì nó không đúng á. Okay, well, what about the hundreds or thousands of people? It says the crowds of people that were following Jesus, and he turns around and looks at them and says, if you really want to be my disciples, and he begins to list things out. It says that the crowds started to slowly go away. Anh chị em, thí dụ như chúng ta thấy cái hình ảnh Đức Chúa Giêsu ngài giảng đạo, và Kinh Thánh ghi lại là đám đông đang đi theo ngài. Nhưng mà rồi khi ngài quay trở lại và ngài nhìn đám đông và ngài nói rằng, nếu ai thật sự muốn làm môn đồ của ta thì hãy vác thập tự giá mà theo ta. Rồi Chúa kể một số điều. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là đám đông dần dần bắt đầu bỏ Chúa đi. When you look in the gospel and you see when Jesus is doing miracles, a bunch of people are around. Và chúng ta đọc bốn sách Tin Lành, chúng ta rằng khi Đức Chúa Giêsu ngài làm một cái phép lạ xong thì rất là đông người kéo đến với Chúa. And there are some where there are people who are individuals. Có một số những trường hợp thì chúng ta thấy có những cá nhân. But what I've realized when I've read through the gospel is in the times where there's a lot of people watching. Và điều mà tôi để ý đến khi đọc bốn sách Tin Lành đó là có những giây phút có rất là nhiều người quan sát. When Jesus begins to speak the truth, và khi Đức Giêsu bắt đầu giảng về lẽ thật, people begin to get offended. Thì người ta bắt đầu cho phép mình xúc phạm đối với những điều đó. They say things like, oh, how can he claim to be the son of God, or how can he claim to be this or that? But they were just in awe of the miracles he was doing. Chúng ta thấy rằng họ nói rằng làm sao người này dám xưng mình là con của Đức Chúa Trời, hay là làm ra mình bằng Đức Chúa Trời, trong khi họ vừa mới chứng kiến Chúa làm một cái phép lạ lớn mà họ vừa mới thấy đó. And what does that show us? Cái điều đó cho chúng ta thấy điều gì? When it comes to the truth. Khi nói đến chân lý lẽ thật. When it comes to relying truly on the Holy Spirit. Khi nói đến việc thật sự nhờ cậy Đức Thánh Linh. You have to be aware. Thì chúng ta cần phải để ý. That people might get offended. Thì có người có thể là họ mà thấy là không có vừa ý. Paul talks about all of the things that he's gone through. Phaolô nhắc đến và kể ra tất cả những điều mà ông đã từng trải. Now let me put it in our perspective of what goes on in our day now. Bây giờ cho tôi có thể mô tả một cái bức ảnh cho anh chị em thấy
ở trong cái lăng kính của những gì diễn ra trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Following the Holy Spirit. Đeo đuổi đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Being a reflection of Christ. Và chúng ta phản ảnh Đức Chúa Giêsu. Speaking the truth. Và chúng ta nói lẽ thật. Maybe in today's world. Có thể trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Maybe you won't get beaten for doing that. Có thể chúng ta không có bị đánh đập cho cái việc chúng ta sống nhờ cậy Đức Thánh Linh và giảng và nói về lẽ thật. But maybe it might be different. Nhưng mà cũng có thể sẽ có sự khác biệt. Maybe standing up for the Lord and standing up for purity and standing up for who he is, maybe that might cause issues at home. Khi chúng ta trỗi dậy và chúng ta có một cái lập trường cho Chúa và chúng ta bày tỏ ra chân lý của Chúa ở tại nhà của mình, thì có thể có những phản ứng khác đối với những người trong gia đình của chúng ta. Maybe there might be fighting at home. Có thể rằng sẽ có những cái tranh cãi xảy ra ở tại nhà. I hear about that all the time. Tôi nghe về những chuyện như vậy rất là thường. I hear about people where maybe one spouse believes truly in the Lord's truth and the Holy Spirit and knows the goodness of God, but when they bring that home, their spouse does not like it. Có thể một người mạnh mẽ, yêu mến Chúa, đem những lẽ thật của Chúa, những kinh nghiệm về Chúa về đến nhà, thì người phối hậu, ngẫu của họ không nhìn vấn đề giống như vậy, cũng như là không chấp nhận. Maybe you won't be put to prison. Có thể chúng ta không bị bỏ tù về sự sống như vậy. But maybe you might feel like you're in prison at home. Nhưng mà có thể chúng ta bắt đầu cảm nhận như mình đang ở tù tại nhà vì cái sự chống đối của người phối ngẫu của mình. Because you feel trapped. Chúng ta cảm thấy như mình bị mắc kẹt. You feel isolated. Chúng ta cảm thấy mình bị người ta phân biệt đối xử và lẩn tránh chúng ta. You feel like the only one that knows the truth. Vì chúng ta cảm thấy như là mình là người duy nhất hiểu được chân lý của Chúa, lẽ thật của Chúa. Maybe. Có thể. You might face angry mobs. Anh em có thể gặp một cái đám đông tức giận. I see that happening. Tôi thấy nó đã từng xảy ra. I already know that's going to happen. Tôi biết rằng nó sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến. That as the truth begins to be spoken about and people's lives begin to change, I really believe we're going to have people standing outside protesting and people with cameras trying to prove us differently. Khi chúng ta thấy có những cuộc đời thật sự được biến đổi tới đây và lời làm chứng của họ, thì có thể đám đông sẽ kéo đến đứng ở trước nhà thờ biểu tình. Chúng ta cũng có thể thấy báo chí họ có thể đến đây và họ tìm cách để chứng minh rằng chúng ta đang làm những công việc sai lầm. I think that something that I can say is all of the next ones, work to exhaustion, endure sleepless nights, gone without food, all of those things for me, it's not been anything where I've been to a place where I've complained, where I was ungrateful. Chị em thấy ở tại đây những điều như là đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc và thiếu ngủ hay là không đủ ăn, thì tôi không thấy rằng mình có thể than phiền về những điều đó. I think that all of those things that Paul lists here, and if I put it a spin on it to be modern day what we would go through. Mà sứ đồ Phaolô đã nói đến tại đây, nếu tôi có thể đổi nó làm cái bức ảnh mà ngày hôm nay thời cận đại chúng ta có thể trải qua. I believe I can only do what I've been doing because of the power of the Holy Spirit. Tôi tin rằng tôi chỉ có thể làm được những điều đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. And I say this only because I believe that, church, we need to begin to be in a place where we're not fazed by what it is that we're hearing from other people or what other people may say towards our church, but that just, honestly, it's exactly what Paul does at the very end. It just opens up his heart even more for these people. Anh chị em hội thánh, tôi muốn chia sẻ và khích lệ anh chị em điều này. Chúng ta cần vững vàng nhờ cậy Chúa để chúng ta có thể đối diện với những lời nói, những phê bình và sự chống đối. Và đừng để những điều này làm cho chúng ta chùn bước hay là bỏ cuộc. Bởi vì chúng ta biết rằng thời của sứ đồ Phaolô, việc này nó đã xảy ra và Chúa cũng báo cho chúng ta biết trong thời kỳ cứu rốt này sẽ có những việc như vậy xảy ra. And I believe that
what was spoken about on Sunday, just truly about the vision that we need is truly if the Lord will continue to work in our life, but not just that, if we can continue to live out having a life that doesn't have a veil covering our eyes and our heart. Như chúng ta đã nghe ở trong Chủ nhật chúng ta được nhắc nhở, nếu chúng ta thật sự sống một đời sống và đã được tự do, được Chúa Ngài giải phóng chúng ta thực sự do rồi, đừng sống một đời sống như là cái màn che vẫn còn che mắt chúng ta và đời sống của chúng ta. When you look at what's happening right now, để chúng ta quan sát thế giới của chúng ta và những điều đang diễn ra ở trong thế giới chúng ta ngay bây giờ lúc này, especially with, you know, the political race, nhất là ở trong cái cuộc tranh cử về chính trị, I know it's going to be so messy. Tôi biết rằng càng những ngày sắp đến thì nó sẽ rất là bẩn thỉu. And now it's not even a political battle anymore. Bây giờ thì nó không còn là cái chuyện tranh cử về chính trị nữa. It's not even about politics anymore. Không còn là chính trị nữa. It's more about popularity. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng người ta đang liên quan đến gây dựng cái vấn đề cái sự nổi danh nổi tiếng của mình. And it brings me to understanding and believing that this is why we have to have the Holy Spirit in us and truly have a clear vision of being Christ-like in this world. Và đây là lý do mà tôi tin rằng mỗi một chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh càng hơn để chúng ta thật sự có thể phản ảnh Đức Chúa Giê-xu cho thế giới của chúng ta. Because I really believe that people even in churches, vì tôi tin rằng luôn cả những người trong hội thánh, will begin to fight against each other. Thì thế giới sẽ ảnh hưởng và chúng ta sẽ bắt đầu có những cái tranh cãi và tranh đấu với nhau. I believe other churches will begin to bicker with other churches. Và tôi tin rằng hội thánh này cũng sẽ tranh cãi với hội thánh khác. And the only reason why I want to even address that or talk about that is because we can't let that affect the vision that God has for our church. Anh chị em, lý do tôi nêu lên vấn đề này là chúng ta cần phải vững vàng để chúng ta không cho phép cái chuyện ở ngoài đời, chuyện chính trường nó ảnh hưởng đến những gì cũng như là khải tượng mà Chúa cho hội thánh của Chúa tại đây. I've heard many things from many people. Tôi nghe rất là nhiều điều từ nhiều người. Many things. Rất là nhiều điều. I've heard many things from other people through other people. Rồi tôi cũng nghe lời này lời kia của những người mà qua những con người khác mà những tin tức này đến với tôi. But for me, nhưng mà đối với tôi, I always check with the Holy Spirit. Tôi luôn luôn xin Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ ra và sự dẫn dắt của Ngài để có thể phân biệt được. Like I hear from people, giống như tôi nghe người ta nói, what we're doing, what they're doing at the church, it's unnecessary. We don't need that. Đó là cái chuyện mà các mục sư làm ở hội thánh và người ta nhóm lại mỗi ngày trong hội thánh cầu nguyện, đó là những chuyện không cần thiết. Họ không cần phải làm điều đó. I check with the Holy Spirit. Is that true? Tôi liền hỏi Đức Thánh Linh, họ nói như vậy có đúng không Chúa? It helps me close my ears even more. Và khi Chúa Ngài có câu trả lời thì nó giúp cho tôi đóng tai, tôi không nghe những cái lời như vậy nữa. It doesn't bother me. Bởi vì nó giúp tôi không còn để cho những điều đó gây cho tôi bối rối nữa. Doesn't change. Nó không thay đổi. I've heard people say things about me. Tôi nghe những cái lời người ta nói về cá nhân tôi. Holy Spirit, is that true? Tôi liền hỏi, Đức Thánh Linh, họ nói như vậy có đúng không? I hear from the Holy Spirit. Rồi tôi nghe tiếng của Đức Thánh Linh phán. Close my ears. Tôi đóng tai tôi với những cái lời phát biểu như vậy. Open up my heart even more to the people that said it. Rồi lòng của tôi lại mở rộng hơn đối với những con người đã phát biểu như vậy. Because one day, bởi vì rồi một ngày, they'll get it. Họ sẽ thấy được ánh sáng của Chúa. But right now, nhưng mà bây giờ, ngay lúc này, because they don't, bởi vì họ chưa thấy, that doesn't make me hate them. Thì nó không khiến cho tôi ghét họ, that ghét bỏ họ. That doesn't make me want to not include them. Nó cũng không
khiến cho tôi loại họ ra và không cho họ có phần vào. The truth of it is, cái sự thật, cái lẽ thật là, it makes me want to do this even more. Nó lại thúc đẩy tôi muốn làm cái việc hướng dẫn hội thánh đeo đuổi Chúa càng hơn. Because in the back of my mind, bởi vì trong ý thức của tôi, I said one day, tôi nói rằng rồi sẽ một ngày, during the week, ở trong tuần, they might have a tough day, họ sẽ có một cái ngày hết sức là khó khăn, and they're going to need somewhere to go, thì họ sẽ cần một cái nơi để đến nhóm, and they'll remember, rồi họ sẽ nhớ, oh yeah, there is church today, let me go to church. Hôm nay là ngày hội thánh của nhóm lại, cho nên tôi sẽ đến nhóm. And on that day, rồi trong ngày đó, maybe their hearts will be open to what the Lord's been doing here. Có thể lòng của họ lại mở rộng ra cho những điều Chúa ngài đang làm ở tại đây. It might happen. Có thể xảy ra. Imagine if Paul was offended by all the things that he did and said, "Ah, forget this church and forget these people. You know what? These people don't need to know the truth because they don't want to accept the truth. Forget it." Có thể Paulo văng tay lời mà nói rằng đã làm hết sức, đã chịu đựng hết tất cả những điều này mà người tại Corinto này không có bày tỏ ra cái việc là họ đón nhận. Thôi quên nó đi. Bây giờ mình đi đến chỗ khác, họ đem những điều này đến cho những nơi khác. You know, there are some times in you read in the New Testament what Paul does, and he's pretty stern and pretty strict with some of the things that he says, but it's because he's saying it out of love and out of the truth. I mean, he was completely the opposite of what he was during that time. Anh chị em, cũng có những phần kinh thánh mà chúng ta thấy sứ đồ Phaolô, ông nói một cách rất là cứng rắn. Ông nói với những điều để cảnh giác họ. Lý do là bởi vì ông nói trong tình yêu thương. Chắc chắn rằng ông đã từng là một cái con người hoàn toàn trái nghịch lợi với cuộc sống hiện tại khi ông còn ở trong cái chỗ bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa đã thay đổi đời sống của ông. Sometimes at home, anh chị em, nhiều khi ở tại nhà, my wife and I, we talk about church. Vợ chồng của chúng tôi thảo luận về công việc hội thánh. And sometimes at home, this is what it sounds like. Nhiều khi ở nhà thì đây là những âm thanh có thể nó như thế này. I said, ah, I love my church so much. Tôi yêu thương hội thánh lắm. And I have to say that. Tôi phải nói ra thành lời. After my wife tells me something like, man, I heard somebody said this today about you at church. Sau khi nhà tôi báo cáo cho tôi biết rằng hôm nay em có nghe người ta nói về anh như thế này ở tại nhà thờ. I just said, oh, I love my church. Thì tôi giống như là phải gồng lên để nói rằng tôi yêu thương hội thánh. I can't allow any words to come out of my heart that the Holy Spirit would not want me to say. Bởi vì tôi không cho phép bất cứ điều gì nó thoát ra từ miệng của tôi nếu điều đó không đẹp lòng và Đức Thánh Linh không muốn tôi nói. It's very difficult. Anh chị em, nhiều khi khó lắm. It's very hard. Rất khó. But if I said words like, ah, I wish they would just get it. Nhưng mà khi tôi nói những cái lời giống như là ước gì họ nắm được vấn đề. They're so lost. Họ thiệt là mù tối. Then it'll make me start saying things that I know the Lord doesn't want me to say about them. Thì tôi đã lọt vào trong cái bẫy là nói những cái lời mà Chúa Thánh Linh không muốn tôi nói về một ai. And I've allowed myself to get to that point a long time ago, and I would say things in my heart like, they don't even read their Bible. I don't even know if they could pray. I wouldn't even ask them to pray. I can't say that because it closes my heart and it closes the Holy Spirit from allowing me to ever speak to them again. Anh chị em, trước đây tôi đã cho phép mình đi đến cái chỗ đó và tôi bắt đầu có những cái phát biểu tiêu cực và tôi nói rằng họ cũng không biết về Kinh Thánh và họ cũng không biết cầu nguyện. Cho nên tôi sẽ không mời họ cầu nguyện và cũng không mời họ làm cái gì hết về vấn đề hướng dẫn lời của Chúa. Và khi tôi làm như vậy thì lòng của tôi đóng kín với anh chị em ở trong hội thánh và làm buồn Đức Thánh Linh vì Đức Thánh Linh không cho phép tôi nói những lời như vậy. The best thing about today's message and what we learn about Paul is he talks about all the hardships he goes through, but then he talks about the blessings and the goodness of God still. Cái điều tốt nhất mà chúng ta học được từ nơi Phaolô tại đây là ông có nói đến những cái điều khó khăn ông trải qua, nhưng mà ông đã quân bình nó bằng cách cũng kể ra và liệt kê ra những cái phước hạnh mà ông đã có được khi ông trải qua những sự khó khăn đó.
Verse 8, we serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or praise us. We are honest, but they are called imposters. We are ignored even though we are well known. We live close to death, but we are still alive. We have been beaten, but we have not been killed. And verse 10, our hearts ache, but we always have joy. We are poor, but we give spiritual riches to others. We own nothing, yet we have everything. Câu số 8 giờ đến câu số 10, giàu vinh, giàu nhục, giàu mang tiếng xấu, giàu được tiếng tốt, ngó như kẻ phỉnh dỗ, như là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị xửa phạt mà không đến chịu chết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. So remember, church. Cho nên Hội Thánh hãy nhớ điều này. Have grace for others. Chúng ta cần cho những người khác một cái lòng yêu thương nhân từ. Something that the Lord's changed in my heart. Điều mà Chúa Ngài đã thay đổi trong tấm lòng của tôi. Is when I see people who are not for what we're doing. Thì khi tôi gặp những con người mà họ không có đồng tình cũng như là không có giống như đi với đồng ý với chúng ta và đồng hành với chúng ta cho những việc Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta đang làm. I used to, and this was even before what God did in the last year, I used to say, well, the Lord's going to move on. If they catch up, they catch up. If they don't, they don't. Thì tôi đã từng có một cái quyết định. Tôi đã nói trong lòng, họ không nắm được vấn đề thì cứ để họ ở chỗ đó. Chúa Ngài dẫn dắt và chúng ta cứ tiến lên với Chúa. Then God reminded me. Rồi Chúa Ngài nhắc nhở tôi. Through the Holy Spirit. Qua Thánh Linh của Ngài. Now, if I would have died on the cross, rằng nếu ta chịu chết trên thập tự giá, but I did it in this way, nhưng mà ta đã làm việc và bày tỏ tình yêu thương như thế này. If Jesus died on the cross and said, "When I die on the cross," nếu Đức Chúa Giêsu ngã trên thập tự giá và ngài nói rằng khi ta chịu chết trên thập tự giá, my love and forgiveness, tình yêu cũng như là sự tha thứ của ta, will come in waves. Sẽ đến từng như là những cái gợn sóng. I will really love and forgive those that really loved me. Ta sẽ thật sự yêu thương và tha thứ cho những người thật sự yêu mến ta. And I will only forgive those that only really loved me. Ta chỉ thật sự yêu thương những con người mà họ có lòng yêu mến ta. And for the people that really never even loved me. Và luôn cả khi những người không thật lòng yêu mến ta. Maybe I'll forgive them one day. Thì có thể ta sẽ tha thứ cho họ một ngày. The Holy Spirit reminded me, you would be in that last category if I did it that way. Nhưng mà Đức Thánh Linh nhắc nhở nó rằng, nếu mà con ở trong cái hoàn cảnh như vậy, thì con thuộc về cái nhóm cuối đó. Được Chúa nghe yêu một ngày thôi, tha thứ một ngày. But I didn't do that. Nhưng mà không, ta không làm như vậy. When it was finished, khi mọi sự đã được trọn, and I said it was finished, và khi ta tuyên bố rằng mọi sự đã được trọn, that was for everyone. Đó là cho tất cả mọi người. And so when we begin to love like Christ and reflect Christ, his love has to be the same for everyone that you love on. Cho nên chị em, khi chúng ta bày tỏ tình yêu thương của chúng ta và phản ánh tình yêu thương của Chúa cho mọi người, thì mọi người đều phải được kinh nghiệm giống nhau. So are there hardships that we go through? Có sự khó khăn mà chúng ta phải trải qua không? Yes. Chắc chắn. Are there people that will speak negative against you? Sẽ có những người nói những lời tiêu cực về chúng ta không? Yes. Chắc chắn. But will you give up on those people? Nhưng mà chị em có đầu hàng và không giúp đỡ cho họ nữa không? No. Chắc chắn là không. We can't give up on them. Chúng ta không thể nào đầu hàng. Because one day. Bởi vì rồi một ngày. The Lord will ask us. Chúa Ngài sẽ hỏi chúng ta. He'll ask us about that situation. Ngài sẽ hỏi chúng ta về cái hoàn cảnh đó, cái sự việc đó. And if you have the Holy Spirit in your life, chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. He'll ask you in that moment. Thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ hỏi ngay cái lúc đó. And that's why it's very challenging, honestly. Anh chị em, đó là lý do tại sao mà thật là một cái thách thức cho chúng ta. When you have the Holy Spirit in your life, khi chúng ta thật có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, he reminds you instantly. Ngài sẽ nhắc chúng ta liền.
Sometimes it happens to me like this. Đôi khi việc nó xảy ra cho tôi như thế này. When someone says something, có ai đó nói một cái gì đó. And I want to say something. Và rồi tôi muốn trả đũa. The Holy Spirit says, no. Đức Thánh Linh liền nói không. Sam. You know better. Con biết hơn là con tự biết điều này. You know my love. Con biết tình yêu của ta. They don't know it like you do. Họ thì chưa biết như con biết. Breathe. Thở ra. And it always happens just like that. Việc nó xảy ra giống như vậy. You know how I know that people don't have the Holy Spirit? Anh chị em có biết khi tôi nhìn một người và tôi biết họ không có Thánh Linh không? Because they can say whatever they want. Bởi vì họ muốn ăn sao nói sao. Because the Holy Spirit would stop them. Bởi vì nếu có Đức Thánh Linh đã ngăn cản họ rồi. Those that have the Holy Spirit and know the Holy Spirit, you know what I'm talking about. Những người có Thánh Linh và những người biết Đức Thánh Linh hiểu những điều tôi vừa nói tại đây. And so that's why we need to pray for even our church members, even our church family, even your own family that know the Lord, to have the veil taken off of their eyes and their hearts, because people change when hardships come, but I look at Paul, he got even stronger when hardships came his way. Anh chị em, đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho những người thân thương trong gia đình của mình và đại gia đình hội thánh, để chúng ta sẽ đứng vững. Chúng ta thấy rằng khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra, có thể thay đổi những con người đó tệ hơn. Nhưng mà trong trường hợp Phao-lô tại đây, càng khó khăn xảy ra thì chúng ta thấy rằng cái sự thay đổi càng rõ rệt ở trong đời sống của Phao-lô. Ông trở nên vững vàng hơn và ông trở nên một người khác hơn. It just made him trust in the Holy Spirit even more. Và nó đã thúc đẩy ông để nhờ cậy Đức Thánh Linh càng hơn. It just showed him how far off people were from understanding the love that he received. Ông đã nhìn thấy từ nơi cái góc cạnh đó là người ta chưa biết Chúa đến mức độ nào và nhìn Chúa một cách sai lệch đến cỡ nào từ nơi cái kinh nghiệm cá nhân của ông. Let's read verse 2 and then we'll close. Chúng ta nghe lại câu số 2 rồi chúng ta kết thúc. For God says, vì Ngài phán rằng, at just the right time I heard you. Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện. On the day of salvation I helped you. Trong ngày của sự cứu rỗi ta đã phù hộ ngươi. Indeed, the right time is now. Thật đây là thì thuận tiện. Today is the day of salvation. Hôm nay là ngày của cứu rỗi. Let's stand to our feet and let's pray. Hội thánh xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Lord, I thank you for the lesson that we've learned. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho bài học mà chúng con vừa mới học. God, that even though we may be truly pushed on every side. Anh chị em, dù chúng con đã trải qua những điều tấn công cũng như khó khăn từ tứ phía. Lord, we still have you. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con vẫn còn có Chúa trong đời sống của chúng con. Our bodies may feel broken, but our spirit is alive. Lạy Chúa, thân thể chúng con có thể cảm thấy như là nó gãy, nó đổ, nhưng mà tâm linh của chúng con thì vẫn sống động mạnh mẽ. Our world may look troubled, but we have inner peace. Thế giới của chúng con có thể là đầy những sự sầu khổ, rối loạn, nhưng chúng con vẫn có sự bình an bề trong. All because of you. Tất cả là vì Chúa. Lord, we praise you for who you are in our lives truly. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa là ai trong cuộc đời của chúng con, thật là ai trong cuộc đời của chúng Because con. We can call on you and you will be there. Bởi vì chúng con khi kêu cầu Ngài thì Ngài luôn ở bên cạnh. Open up our eyes and our hearts, Lord, to love on those that are far from you. Lạy Chúa, xin mở mắt mở lòng của chúng con để chúng con có thể yêu thương những người đang sống xa Chúa. God, help us to never turn away from reflecting your love to the people that need you. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con không bao giờ buông bỏ công tác mà Chúa Ngài giao chúng con là phản ánh Chúa cho những người lạc mất. Lord, I ask today. Lạy Chúa, con cầu nguyện trong ngày hôm nay. That if there are many of us or Lạy Chúa, để mọi người trong chúng con who are watching online or who are in this room that are far from your spirit. Bất cứ ai đang theo dõi buổi nhóm của chúng con đang sống xa Chúa. Holy Spirit, make yourself known to us. Lạy Chúa, Thánh Linh xin bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con. We need you, Holy Spirit.
Thánh Linh ơi, chúng con cần Ngài. We know that you are truly the advocate. Chúng con biết Ngài thật là đấng binh vực chúng con. And we know the truth about who you are. Và chúng con biết những lẽ thật về Chúa là ai và thuộc tính của Ngài. So speak through our lives and speak to us. Phán vào đời sống của chúng con cũng như là chúng con có thể là tiếng của Ngài cho những người lân cận. Empower us. Lạy Chúa, mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng con. Lead us and guide us. Dẫn dắt chúng con. We thank you. Chúng con cảm ơn Chúa. Lord, I ask. Lạy Chúa, con cầu xin. That you bring unity in our church. Chúa, Ngài đem sự hiệp một đến cho hội thánh. That your hunger, Lord, will stir up the unity also. Lạy Chúa, để cái sự khao khát về chính mình Ngài cũng sẽ khuấy động trở lại cái sự hiệp một mà chúng con cần có trong hội thánh. That the more we are like you, Lord, the less we'll be like ourselves. Lạy Chúa, để chúng con càng giống Chúa chừng nào thì chúng con càng ít giống chính mình chừng đó. Because without you, Lord. Bởi vì không có Ngài. God, we won't make it far. Chúng con sẽ không đi đến đâu. But with you, Lord. Nhưng với Chúa. With you. Với Chúa đi cùng. We'll see open heaven. Chúng con sẽ thấy trời mở rộng. We'll be in your presence. Và chúng con sẽ luôn ở trong sự hiện diện của Ngài. So have your way. Cho nên lạy Chúa, xin tự do hành động. Lord, we're desperate for you and only you. Chúa ơi, chúng con hết lòng và hết sức cần Chúa và chỉ một mình Ngài thôi. Have your way. Lạy Chúa, xin tự do hành động ý của Ngài theo ý của Ngài trong đời sống chúng con. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. We praise you. Chúng con ngợi khen Ngài. In Jesus name. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Amen, church. Hội thánh. Tonight. Tối hôm nay. I do want to just remind you that we will not have service on Friday, but we do have service tomorrow. Tôi muốn nhắc anh chị em đó là thứ sáu chúng ta sẽ không có buổi nhóm, nhưng mà tối mai chúng ta vẫn có buổi nhóm trong tối thứ năm. So please text and let people know that we don't have church this Friday. Cho nên anh chị em có thể nhắn tin và nhắc nhở đến anh chị em của chúng ta rằng chúng ta sẽ không có buổi nhóm tối thứ sáu. We'll see you tomorrow. Gặp lại anh chị em trong ngày mai. Amen. Amen.